Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng, Forex và chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam theo Bofferman Production. Và như tiêu đề của video thì chúng ta đang trải qua một cái đợt thắng khá là lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Và thật ra là Hoài cũng chỉ mới tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam cũng một thời gian gần đây thôi, chưa được lâu. Nhưng mà đã rất là may mắn đã trải qua được một cái đợt thắng lớn rồi. Chúng ta cùng đi vào video để xem cái đợt thắng của chúng ta diễn ra như thế nào và cùng cập nhật những cái giao dịch của chúng ta trên các thị trường khác nữa như là thị trường vàng và thị trường Forex nữa nha. Cùng đi vào video thôi. Ok, nếu anh chị có thắc mắc về bất kỳ thị trường nào thì anh chị để lại comment bên dưới hoặc là comment tôi quan tâm nếu anh chị muốn Hài làm thêm nhiều cái video khác nữa về cái phương pháp Bofferman Production cũng như là các trải nghiệm về trading của Hoài trong các năm qua. Chúng ta cùng đi ngay vào biểu đồ đầu tiên, đó chính là biểu đồ vàng. Như anh chị đã biết, Hoài đã có hai cái lệnh vàng và Hoài nuôi hai cái lệnh này tới nay chắc cũng gần 2 tháng rồi quá. Chắc cũng gần 2 tháng gồng hai cái lệnh vàng này rồi. Và dĩ nhiên là cái việc gồng lời á, nó cũng phải có dựa trên những cái sự hỗ trợ trên biểu đồ kỹ thuật, bởi vì không phải lúc nào chúng ta gồng là chúng ta cũng có lời anh chị. Sẽ có đôi lúc chúng ta cố gắng gồng thì chúng ta lại lỗ nhiều hơn, bởi vì chúng ta có một cái tư tưởng đó là thị trường sẽ lúc cuối cùng nó sẽ tăng thôi đấy, và chúng ta nắm giữ những cái lệnh lỗ. Nhưng ở đây chúng ta gồng là chúng ta gồng lời, tức là chúng ta tiếp tục giữ cái lệnh khi mà chúng ta đã có lợi nhuận rồi, và thị trường đã cho thấy là chúng ta đang có một cái quyết định đúng khi mà vào cái lệnh đó rồi thì chúng ta mới gồng, chứ không phải là khi mà thị trường đang đi ngược lại với cái lệnh của chúng ta mà chúng ta lại cố gắng gồng với hy vọng là giá quay trở lại. Đó là đi ngược lại với cái tinh thần mà gồng lời mà Hoài đã cho anh chị thấy. Hoài đã mua vào hai cái lệnh mua này khi giá thoát lên khỏi cú nén vừa được xu hướng một lần và thắt lên lần thứ hai là cú nén với đường kháng cự. Và kể từ thời điểm này là giá vàng đã gần như là bứt tốc và nó không hề chững lại anh chị, gần như không hề chững lại. Kể thực sự chính xác là sau cái thời điểm mà nó break lên khỏi một cái cú nén thứ ba, chính là cú nén với đường kháng cự ngang này nữa nè, thì nó bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn bứt tốc. Thì anh chị để ý lúc mà Hoài mua hai cái lệnh này rồi thì sau khi mà Hoài mua rồi thì giá nó vẫn chưa tăng liền mà nó cứ lình xình đi ngang trong suốt cái giai đoạn đi ngang này. Đấy, trong suốt cái giai đoạn đi ngang này, tức là Hoài đã phải chịu đựng cái sự khó chịu về tâm lý, một cái sự khó chịu về tâm lý khi giá nó cứ lình xình mà nó không có chịu tăng đấy, mà vẫn phải tiếp tục giữ lệnh bởi vì chưa có cái dấu hiệu để mà thoát lệnh và cái trailing stop của Hoài vẫn chưa bị khớp. Đấy, cái trailing stop vẫn chưa bị khớp. Cứ mỗi lần mà giá tạo ra một cái dấu hiệu đảo chiều là ví dụ như mô hình sao hôm nè, thì Hoài giờ stop loss lên đáy. Đấy, cứ thêm một mô hình sao hôm nữa Hoài giờ stop loss lên đáy. Đấy, cứ mỗi lần tạo ra một cái mô hình đảo chiều là Hoài cứ dời lên dần như vậy. Thì tới thời điểm hiện tại cũng đã dời lên được tới mức đường đỏ ngang. Đường đỏ ngang ở hiện tại rồi. Đấy, đường đỏ ngang ở hiện tại rồi. Cũng khá là may mắn. Đấy, cũng phải thừa nhận là trong những cái giao dịch thắng nó phải có một chút may mắn nào đó, đúng không ạ? Phải có một chút may mắn. Nhưng cái quan trọng là chúng ta có may mắn đó rồi mà chúng ta có cái lì để mà chúng ta giữ được cái lệnh đó hay không, giữ được cái lệnh đó hay không. Thời điểm hiện tại Hoài đã dời stop loss lên trên mức quanh hơn 1900 một chút xíu, hơn 1900. Thời điểm hiện tại dời tới mức này thì gần như là có khả năng cao là đã bị cán rồi, bởi vì cái con sóng tăng của vàng nó cũng kéo dài khá là lâu. Nếu mà anh chị đã có lệnh mua vàng thì anh chị dời theo mức stop loss như Hoài khuyến nghị, hoặc là nếu anh chị chưa có lệnh mua vàng nào thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi nha anh chị, vẫn chưa có cái cơ hội nào để mà chúng ta có thể vào lệnh tại thời điểm hiện tại. Ít nhất để mà anh chị có thể vào lệnh được thì anh chị phải chờ một cái giai đoạn nén, mà sao cho giá nó gần sát với cái đường trung bình. Đấy, nén nó phải nén sát với đường trung bình nè. Thì khi mà nó bứt phá ra khỏi cái giai đoạn nén thì cái cú phá vỡ nó mới đủ mạnh mẽ để mà anh chị có thể vào lệnh. Còn bây giờ nếu mà chưa có giao dịch thì chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi. Tiếp theo chúng ta nói về dầu. Cái theme chính của cái video ngày hôm nay chính là thị trường chứng khoán, là chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam. Chúng ta đang trải qua một đợt tăng trưởng của chứng khoán toàn cầu, không chỉ là chứng khoán Việt Nam đâu mà các thị trường chứng khoán khác như là chứng khoán Trung Quốc, chứng khoán Nhật cũng đều tăng trưởng theo. Nhưng mà chủ yếu là Hoài giao dịch hai cái thị trường chứng khoán Mỹ là lâu nhất rồi, và thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng chỉ mới giao dịch gần đây thôi. Đôi khi là sẽ có một chút bỡ ngỡ đó, nhưng mà cái sự áp dụng của phương pháp, cái việc áp dụng của phương pháp Bofferman Production vào cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều anh chị. Những cái sự áp dụng của thị trường của cái phương pháp á, không có thay đổi quá nhiều. Chúng ta vẫn phải trade những cái mô hình y chang như vậy thôi. Những cái cú nén với đường kháng cự, với đường hỗ trợ, với đường xu hướng, với những chiếc hộp y chang như vậy, cùng sử dụng một đường trung bình giống như vậy luôn.
không có gì thay đổi. Với cái con dầu này thì Hoài đã nhắm cái lệnh mua của dầu ha, đã nhắm với lệnh mua của dầu, anh chị để ý cái giai đoạn nén với đường kháng cự này, chính là đường biên trên hộp khúc này nè. Đấy, đây khúc này chính là giai đoạn nén với đường kháng cự. Thì bây giờ cái giai đoạn nén này nó chưa hoàn tất, đúng không ạ? Nó chưa hoàn tất. Bởi vì đơn cử là chúng ta nhìn cái thanh nến gần nhất nè, là một nến mang tính chất giảm giá, thì mình không thể nào mình chọn cái nến này làm cái nến đặt lệnh được. Cái nến để mà chúng ta chọn làm nến đặt lệnh nó phải là một nến rất quan trọng. Bởi vì cái stop loss và cái entry của chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái nến này. Đấy, đó, nếu đó là một nến giảm giá thì đó không phải là một nến đủ đẹp để mà chúng ta chọn ra làm nến đặt lệnh. Nến là nến đặt lệnh, nó phải là một nến bullish, tức là nến tăng giá, hoặc là một nến bin ba tăng giá. Nếu chúng ta đang deal với một cái lệnh mua, hoặc nếu mà anh chị đang chờ đợi một cú nén với đường hỗ trợ, hoặc là một cú nén để mà mình bán khống, thì mình phải chờ đợi những thứ nến đặt lệnh là nến giảm giá, nên giảm giá, hoặc là nến bearish bin ba thì mình mới nên đặt lệnh. Đấy. Và cái một cái điểm quan trọng của các thanh nến đặt lệnh bên cạnh cái tính chất tăng giá hay giảm giá của nó, đó là cái việc nó phải đóng cửa càng gần sát với cái đường biên càng tốt. Cái đường biên chính là cái đường mà chúng ta chờ đợi để nó bị phá vỡ đó, đây chính là đường biên trên hộp. Thì nếu mà nó đã càng đóng cửa sát với cái đường kháng cự này, thì khi mà chúng ta đặt lệnh buy stop phía trên đỉnh thanh nến đó, đặt một cú này đi, thì khi mà có cái cú phá vỡ lên thì đồng thời cái thanh nến bị phá vỡ cũng là lúc mà chính cái đường biên này bị phá vỡ, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà nó mà đóng cửa sát sát dưới này á, thì lúc mà thanh nến bị phá vỡ thì nó vẫn gặp thêm một cái kháng trở nữa, chính là cái đường biên nằm bên trên. Nếu mà hai cái đường này trùng với nhau, nếu hai cái đường này mà kéo lên trùng với nhau, thì nó break một phát là break cả hai đường luôn, tức là một công đôi chuyện, đúng không ạ? Thì cái cú phá vỡ của cả hai đường nó sẽ tạo ra một cái gọi là áp lực kép, khiến cho giá sau khi phá vỡ được hỗ trợ bởi áp lực kép sẽ còn tăng mạnh rất mạnh. Cú phá vỡ nó sẽ đẩy cho giá bung rất mạnh. Đấy, đó chính là cái điểm mà anh chị cần lưu ý. Thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa mua được vì bởi vì chúng ta chờ đợi một cái thanh nến mà mang tính chất tăng giá. Hoài nghĩ là chỉ khoảng 2 ngày nữa, 1 đến 2 ngày nữa thôi là chúng ta có thể tìm thấy được thanh nến tăng giá để chúng ta mua dầu rồi. Tiếp theo là UG. UG cũng không có cập nhật gì mới anh chị. Chúng giá đã đang tạo ra cú nén với cái đường xu hướng nè. Chứ là đây chính là cái giai đoạn nén của nó nè, cú nén với đường xu hướng. Vẫn chưa được rõ ràng lắm, nhưng mà thời điểm hiện tại Hoài vẫn không muốn bán UG nhiều, bởi vì cái con sóng giảm của nó, cái xu hướng giảm của nó đã kéo quá dài, có thể gọi là một cái xu hướng bị kéo giãn quá nhiều á, cho nên bây giờ mình bán khống với kỳ vọng là giá nó sẽ giảm tiếp thì nó cũng hơi khó. Đấy, cũng hơi khó. Khả năng cao là sẽ có một đợt đảo chiều hoặc là nó chuyển sang giai đoạn đi ngang, chứ mà bây giờ kỳ vọng giá nó giảm tiếp thì hơi khó. USF thì sao? Đây là một giao dịch mà Hoài bị thua lỗ ha. Hoài bị cut loss trong cái tuần vừa rồi với một mức thua lỗ cũng không phải là một R đâu, mà chỉ là 1/2 R thôi, 0.5 R thôi. Đấy. Bởi vì sau khi có cái nến bin 3 đảo chiều tăng giá nè. Đấy, sau khi nến bin 3 đảo chiều tăng giá kết hợp với cái nến tăng giá trước đó nữa thì tạo thành một cái cụm rất là tăng giá, mang tính chất tăng giá rất cao. Đó là nó là vừa bin 3 mà vừa inside 3. Thì tất cả những cái mô hình bin 3, inside 3 hay là Faki thì Hoài cũng sẽ làm rất là kỹ trong cái series nắm trọn production. Anh chị có thể chờ đợi cái series đó để mà xem. Đây là Hoài dựa phần lớn những cái lần mà Hoài kéo trailing stop là dựa vào các mô hình này. Đấy. Thì sau khi thấy cái mô hình vừa bin 3 mà vừa inside 3 mang tính chất tăng giá này, là Hoài ngay lập tức đã giờ stop loss xuống cái đỉnh của cái cụm nến này. Đấy. Và bị cản trailing stop với một mức thua thiệt hại là 0.5 R. Đấy, anh chị chỉ cần giữ cho những cái lệnh lỗ của anh chị nhỏ thôi, mà những cái lệnh thắng của anh chị ăn 3-4 R, ăn ít nhất là phải được 2 R đến 3 R thì cái khả năng tăng trưởng tài khoản của chúng ta nó mới cao được. Chứ mỗi lần thua mà chúng ta thua lớn thì gần như chúng ta không thể nào mà tăng trưởng tài khoản được. Nếu mà mỗi lần thua mà anh chị thua nhỏ thôi, thua 0.5, thua 0.3, thậm chí là hòa vốn, đừng có để bị thua 1 R. Đấy, thua 1 R full luôn á thì hơi khó để mà chúng ta bù lại. Nhưng mà thua ít thôi, thua 0.5 R hòa vốn. Đấy, thì rất là dễ để mà chúng ta có những lệnh thắng nó bù lại hết. Lệnh nhỏ rất là nhỏ, lỗ rất là nhỏ. Rồi bây giờ với USF thì bây giờ chúng ta chờ đợi thêm thôi, chứ Hoài chưa thấy có dấu hiệu gì thêm. EU không có dấu hiệu, EG cũng không. ECD thì lại là tốt hơn. Cái bối cảnh của nó lại tốt hơn EU với lại EG. Đấy. EU với EG. Rồi bây giờ chúng ta thấy giá đã phá vỡ lên khỏi chiếc hộp rồi nè. Nói gì thế không ạ? Phá vỡ lên khỏi đường biên trên của hộp rồi. Nhưng sau khi phá vỡ thì nó không tăng được liền. Mà nó lại gặp thêm một cái kháng trở nữa, chính là cái đường kháng cự này quanh 1.46. Đấy.
cũng nhiều trường hợp như vậy lắm. Anh chị cứ chơi một thời gian là anh chị sẽ thấy không phải cứ hễ nó phá vỡ phát là đi liền đâu, mà nhiều khi nó còn gặp những cái kháng trở nữa. Đấy. Cho nên để có một cái lệnh thắng không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ mình thấy nó gặp kháng trở rồi thì mình khoan mua, đúng không? Mình khoan mua, mình đợi cho nó break luôn cái kháng trở này, thì trên cái chặng đường nó tăng sau khi nó phá được cái kháng trở này rồi thì nó gần như không còn cái kháng trở nào khác nữa, thì lúc đó nó tăng rất thoải mái và cái khả năng cái lệnh thắng của chúng ta nó sẽ cao lên. Bây giờ mình đợi thêm một giai đoạn nén nữa với chính cái đường kháng cự này, khi nó hoàn tất cú nén với đường kháng cự mới và tạo ra một thanh nến đặt lệnh đẹp thì chúng ta có thể đặt lệnh. Và lưu ý là mình không cần phải chờ đợi cái cú phá vỡ diễn ra rồi nha anh chị. Đó là một cái sự sai lầm rất là kinh điển của các breakout trader. Họ lúc nào cũng sợ phá vỡ giả cả. Lúc nào cũng sợ phá vỡ giả. Nhưng với cái việc mà chúng ta chờ đợi cái cú nén nó đã chặt kẽ lên rồi, nén chặt lên như thế này rồi, thì nếu phá vỡ thì gần như chắc chắn rất là cao, đó là cú phá vỡ thật, chứ không có cú phá vỡ giả nữa anh chị. Cú phá vỡ giả chỉ diễn ra khi cái cú nén nó chưa được chặt chẽ, và nó còn nhiều khoảng trống với biên trên và biên dưới thôi, thì cái phá vỡ giả nó mới tạo ra để khiến cho giá quay trở lại và quét cái khoảng thanh khoản từ cái khoảng trống đó. Đấy, từ khoảng trống mà còn lại đó. Còn nếu mà chúng ta mua vào lệnh khi cái giai đoạn nén nó đã rất là chặt chẽ và không còn khoảng trống nữa, thì phá vỡ đó là phá vỡ thật chắc chắn luôn. Và cái cú phá vỡ thật đó, một là nó thành công, hai là nó thất bại thôi. Cái cú phá vỡ thật diễn ra rồi nhưng giá nó không tăng lên được, mà nó có một cái tin tức hay là một cái dấu hiệu, một cái báo cáo tài chính là nó khiến cho nó đảo chiều, thì đó là một phá vỡ thật bị thất bại, chứ không phải là phá vỡ giả nữa anh chị. Đấy. Cho nên là chúng ta cứ đợi cho nén chặt là chúng ta đặt lệnh buy luôn. Đấy. Nếu mà thanh nến đặt lệnh đủ đẹp là chúng ta buy luôn, chứ không phải là chúng ta đợi cú phá vỡ xảy ra nữa. Đơn cử là ví dụ như hồi có một cái lệnh mua rất là đẹp của ECD tại thời điểm này, và khoảng ngày 10 tháng 11, anh chị để ý là họ không có đợi cho nó phá vỡ hoàn toàn lên trên tới trên này họ mới mua, mà chỉ cần nó hoàn tất cái giai đoạn nén thôi, ngay tại thanh nến này thôi là họ đã mua rồi. Bài stop trên đỉnh này mua rồi. Đấy. Thực ra ngay tại cái thanh nến này là nó đã phá vỡ rồi đấy chứ. Anh chị thấy cái giá nó đóng cửa cao hơn cái đường kháng cự nè. Đấy, là đã mua rồi. Nhưng mà lý do mà hãy đợi thêm một thanh nến nữa, không, thay vì hãy mua ngay tại thanh nến này luôn á, là bởi vì cái thanh nến này nó quá nhỏ, và khiến cho cái stop loss nó chặt quá và dễ bị quét. Cho nên hãy đợi thêm thanh nữa, quyết định đợi thêm một thanh nữa. Với cái phương pháp breakout này anh chị thấy cái thời điểm rất quan trọng. Đúng không ạ? Cái thời điểm đặt lệnh nó rất quan trọng. Không phải cái thanh nến nào nó cũng đủ đẹp để chúng ta đặt lệnh, và chỉ cần chúng ta chọn sai thanh nến đặt lệnh một phát thôi, quá sớm hoặc là quá muộn thôi, là chúng ta rất dễ bị cắn stop loss. Nhưng mà khi mà anh chị đã rèn luyện tới một cái trình độ nào mà chúng ta xác định được chính xác thanh nến đặt lệnh, khi mà chúng ta xác định xong rồi và chúng ta cái trend nó đã diễn ra rồi và chúng ta nhìn vào quá khứ á, chúng ta thấy mình mua tại đây là chuẩn rồi, không thể nào trật được hơn được nữa, đúng không ạ? Mặc dù đó có thể là một giao dịch thua, hoặc là đó có thể là một giao dịch mà kéo trailing stop chưa được bao nhiêu hết mà nó đã đảo chiều, nhưng khi mà mình nhìn về quá khứ mình biết ít nhất là tôi đã chọn đúng điểm mua rồi, chứ không có sớm hoặc là cũng không có bị quá muộn. Đấy. Cái hay của phương pháp là nó nằm ở cái chỗ đó. Ok, ECD mình chờ nén ha, GU, đấy, GU thì hồi cũng đã có một cái lệnh mua rồi, đấy, mua rất chuẩn xác anh chị nhìn nè. Đấy. Sau khi mua, đây là thanh nến mà họ chọn để đặt lệnh buy stop trên đỉnh dừng lỗ phía dưới đáy. Những thanh nến mà họ đánh dấu mũi tên là những thanh nến họ chọn để đặt lệnh nha, Thì sau khi mua giá gần như tăng ngay lập tức. Và cái việc nó chững lại hiện tại không phải là do chúng ta mua quá sớm hay là quá muộn, mà do nó đang gặp thêm một kháng trở nữa, chính là cái swing high trước đó, là cái đỉnh trước đó nè. Rồi bây giờ nó tăng lên, nó bị chặn lại bởi chính cái đỉnh này. Đấy. Nhưng mà cái trade của chúng ta vẫn có cơ hội rất là tốt, bởi vì nó hoàn toàn có thể break luôn cái đường kháng cự này và nó tăng tiếp, đúng không ạ? Break luôn đường kháng cự này và tăng tiếp. Thời điểm hiện tại, mặc dù cái trade nó vẫn còn tốt, nhưng Hoài vẫn dời stop loss lên trên cái mức đường đỏ này, bởi vì Hoài thấy một cái pin 3 nè. Đấy, pin 3 tăng giá nè, chứ không ạ? Pin 3 tăng giá, nhưng nếu nó break xuống thì là một dấu hiệu giảm giá. Đúng không ạ? Cho nên Hoài đã dời stop loss luôn. Và nếu đã dời stop loss lên đây rồi thì gần như không còn rủi ro nữa, anh chị thấy không ạ? Buy tới đây rồi, giờ tới đây thì mình gần như là mình buy ngay tại, mình dời stop loss tới ngay điểm entry rồi, tức là hòa vốn. Tới điểm hòa vốn, mình không còn rủi ro nữa, rất là an tâm. Bây giờ mình chờ cú nén, nếu mà anh chị chưa mua thì mình chờ cú nén với đường kháng cự, chính là cái đường cao hơn này nè, đường kháng cự cao hơn này, mình mua. Break là mình mua.
Nếu anh chị đã mua rồi thì giờ stop loss lên tới hòa vốn. Giờ stop loss lên hòa vốn hay gì đó thì nó tùy thuộc vào cái điểm mua của anh chị. Nếu mà anh chị mua chậm quá, tức là mua ở một cái mức giá cao á, thì mình giờ stop loss hòa vốn lúc đó lại không đúng. Mình giờ đúng ngay cái dấu hiệu mà thị trường cho chúng ta, chính là cái dưới cái đáy cái thanh bin 3 này. GZ, nếu anh chị đã không thích mua GU thì mình mua GZ cũng được, nhưng mà đừng mua cả hai nha. Mua một trong hai thôi. Vì nếu mình mua cả hai thì giống như mình đang cược quá nhiều vào cái đà tăng trưởng của đồng bảng. Mình cược một phần thôi, một cặp tiền thôi, đừng có cược quá nhiều. GU hay là GZ nó gần như đi giống nhau, cho nên anh chị chỉ cần mua một cặp thôi là đủ rồi. Rồi bây giờ GZ mình có thể đặt lệnh ngay nè. Đây, cú ném vừa được kháng cự, rất đơn giản, cú ném vừa được kháng cự. Và anh chị để ý, họ chọn cái thanh nến đặt lệnh, họ không có đợi cái cú phá vỡ diễn ra luôn, mà họ chỉ cần thấy à nó nén đủ chặt thì mình ngay lập tức mình buy stop phía trên đỉnh, dừng lỗ mình đặt dưới đáy thanh nến là ok, đúng không? Là ok. GZ kỳ vọng một cái đà tăng trưởng, vì GZ nó đang hồi phục từ dưới đường EMA vượt lên trên đường EMA, cho nên cái khả năng tăng trưởng nó có thể là cao hơn GU đó, có thể cao hơn GU. Hoài thì Hoài đã có mua lệnh mua GU rồi, cho nên Hoài sẽ không mua GZ nữa, không mua GZ nữa. Rồi bây giờ với NU thì Hoài cũng có một lệnh mua luôn ha. Với NU cũng có một lệnh mua rất tốt, rất tốt. Sau khi mua giá gần như tăng ngay lập tức, có một chút hơi khó khăn một chút xíu khi mà giá gặp cái pin 3 giảm này nè. Hoài đã phải kìm lòng để cho Hoài không có dời stop loss lên tới cái hòa vốn để mà bị cán, vẫn giữ lệnh. Bởi vì những cái mô hình đảo chiều ngay khi mà giá vừa phá vỡ, ngay khi giá vừa phá vỡ thường nó hay bị sai. Bởi vì đó là lúc mà cái phe đối nghịch á, khi mình mua tức là mình đang theo phe bò đúng không ạ, thì cái phe đối nghịch là phe gấu, nó sẽ có một chút kháng trở, nó sẽ có một chút đấu tranh trước khi nó chấp nhận thua hoàn toàn. Thì cái lúc mà nó đấu tranh đó mình vẫn giữ cái lệnh nha, giữ là đừng có sợ hãi khi mà để mà đóng lệnh. Thì rất nhiều trường hợp chúng ta sợ hãi chúng ta đóng lệnh thì ngay sau đó giá nó tăng đúng theo cái kỳ vọng của chúng ta đó. Cái sai lầm của nhiều trader là như vậy. Ok, bây giờ mình về stop loss trên đường đỏ để mà gần như là hóa giải hoàn toàn rủi ro của cái kèo mua NU này. Hoài rất cũng muốn là giờ stop loss lên tới đây luôn á, nhưng mà Hoài nghĩ là phải chờ khoảng trống cho giá thở một chút xíu cho mình giờ tới đây được rồi. NG không có NG có một cái cơ hội chúng ta có thể mua nè, giống như NU. Giống như NU. Đấy. Chúng ta thấy cú nén với được kháng cự chỉ là đường biên trên họp đã gần như hoàn tất, và chỉ cần 1 đến 2 hoặc là 2 thanh nến đóng cửa tốt sát với cái đường kháng cự, sát với cái đường biên trên, và là một nến tăng hoặc là một nến bullish pin 3 là mình có thể đặt lại được rồi. Bye. AU không có giao dịch. AG. Ok. CADCHF được. CADCHF cũng là một cái bối cảnh rất là tốt để mà chỉ có thể chờ đợi mua. Cú nén với đường kháng cự chỉ là đường biên trên hộp. Đấy. Và chỉ cần một hoặc là hai thanh nến nữa thôi là cái cú nén này nó sẽ là được lấp đầy vào phía trên. Phía trên cũng như là phía dưới giá nó không còn khoảng trống nữa. Lúc đó chúng ta có thể chọn điểm mua. Chờ 1 đến 2 ngày nữa xem nha anh chị. Nếu mà thanh nến đặt lệnh đủ đẹp mình có thể đặt lệnh mua ngay. Rồi bây giờ mình tới thêm chính nha, chính là chứng khoán nha. Chứng khoán Mỹ thì sao? Chỉ số S&P 500 đang có một đà tăng trưởng rất tốt. Đúng như Hoài nói. Giá nó bật xuống, chạm xuống đường EMA. Nó không rớt khỏi đường EMA luôn mà nó bật ngược lên, cho thấy đây là một dấu hiệu tăng trưởng tốt. Và sau khi nó bật lên thì nó phá luôn cái đường kháng cự này ngay tại đây. Đấy, phá vỡ luôn cái đường kháng cự. Đó là những dấu hiệu tăng giá rất tốt, và nó là một cái tín hiệu đèn xanh để cho chúng ta có thể giữ những cái lệnh mua, hoặc là chúng ta có thể nhồi thêm những cái lệnh mua mới. Xu hướng tăng đã được thiết lập, có khả năng tiếp tục tăng. Dow Jones thì sao? Nó cũng tương tự anh chị. Đấy. Tuần vừa rồi Hải đưa ra một cái dự đoán đại là do S&P 500 nó tăng, cho nên thằng Dow Jones nó phải tăng theo và nó phải ngoi lên từ dưới đường EMA. Đấy. Và đúng như vậy anh chị, nó từ dưới đường EMA nó bắt đầu vượt lên trên nè. Mình xóa bớt cái này cho anh chị thấy. Đó, nó từ dưới đường EMA nó bắt đầu vượt lên trên nè. Đó. Đó một cái dự đoán đơn giản thôi, nhưng mà nói chung là đoán đúng thì nó là may mắn thôi anh chị. Mà khi mà mình dự đoán mình cũng có một chút cơ sở là mình thấy chứng khoán Mỹ nó đang tăng trưởng, S&P 500 đang tăng trưởng và những cái lệnh mua cổ phiếu của chúng ta đang có lợi nhuận, thì tội gì cái thằng Dow Jones này nó phải nằm dưới đường trung bình chứ, nó phải vượt lên trên đường trung bình. Đó là một cái nhận định có logic. Rồi bây giờ mình, nếu anh chị muốn trade Dow Jones, mình chờ cú nén với đường kháng cự là cái đường biên trên hộp này.
nén chặt hơn một chút xíu nữa là mình có thể mua rồi. Rồi bây giờ tới màn cổ phiếu nha. Đấy, thằng ADBE này họ đã có một mức lợi nhuận rất là tốt, không nghĩ là tốt, tính thử xem nha. Mua tại đây, mua khá là rủi ro bởi vì mua khi giá chưa phá vỡ luôn. Tập lót đây. Bây giờ tới mức giá hiện tại là họ đã có 2,26R lợi nhuận rồi, 2,26R lợi nhuận rồi. Chứng khoán Mỹ nếu mà nó đã tăng rồi là nó tăng rất dữ nha anh chị, cho nên mình không áp dụng chiến thuật đặt điểm chốt lời, mình sẽ không đặt điểm chốt lời. Mình cứ trailing stop để cho nó tăng tới khi nào mà nó đuối thì thôi, tăng tới khi nào mà nó đảo chiều thì thôi. Đặc biệt với chứng khoán Mỹ. Ok, bây giờ mình dời stop loss lên trên đường đỏ này, bởi vì họ thấy đây là cái mô hình pin 3 tăng giá này anh chị, đúng không? Pin 3 tăng giá. Nếu mà nó break xuống cái đường đỏ này là chúng ta thoát lệnh. Không chỉ là mô hình pin 3 tăng giá đâu mà nó cũng là một cái cấu trúc sóng đó. Anh chị để ý nó tăng nè, xong rồi nó hồi xuống nè, xong rồi nó tăng tiếp nè. Thì một cái cấu trúc tăng, một cấu trúc tăng như thế này thì cái cấu trúc tăng này sẽ bị phá vỡ khi giá break xuống cái đáy trước đó, đúng không ạ? Khi giá break xuống cái đáy trước đó thì hoài dời stop loss lên cái đáy này là cũng là một cái sự phù hợp, một sự phù hợp. Đấy. Ok, cổ phiếu thì tiếp theo thì sao? Đó là BIND. Ngay sau khi lệnh khớp có lợi nhuận ngay lập tức, có lợi nhuận ngay lập tức. Phải mở cái volume cho anh chúng ta thấy là cái xem là cái volume nó rất là mạnh như thế nào. Và tại sao Hoài lại quyết định mua ngay tại cái thanh nến ngày 23 tháng 1 này. Đấy, ngay tại cái thanh nến này là giá đã break lên rồi. Chị để ý đây, nến này nè. Đấy. Giá đã break lên rồi. Đã break lên rồi. Và cái volume của nó rất cao, volume nó cao hơn mức trung bình. Cao hơn rất nhiều so với đường trung bình volume 20 ngày. Cho nên Hoài đã mua buy stop phía trên đỉnh và dừng lỗ phía dưới đáy luôn. Và sau khi có một cái sóng hồi ngược trở lại nhẹ và giá nó break lên thì ngay lập tức có lợi nhuận, ngay lập tức lợi nhuận và ngay lập tức họ đã giờ stop loss lên trên tại đây. Vì sao? Đơn giản đây cũng chính là một cái pin 3 tăng giá, giờ stop loss tại đây là phù hợp rồi. Nhìn cái nến gần nhất nha, có volume nó rất là cao, volume rất là cao. Đây có khả năng là một giao dịch thắng lớn, bởi vì họ đã mua, được sau một cái giai đoạn giảm kéo dài, giảm rất là dài, đúng không ạ? Giai đoạn giảm rất dài và nó đi ngang, giảm đi ngang để mà nó hấp thụ cái lượng cung, rồi sau khi nó break lên trên khỏi cái giai đoạn đi ngang này thì nó khởi đầu một cái đà tăng trưởng mới, đúng không ạ? Khởi đầu một đà tăng trưởng mới. Cổ phiếu Walmart thì sao? Walmart tuần vừa rồi thầy cũng đưa ra một dự đoán đại, và cũng may nó cũng trúng. Đấy. Vì thầy thấy giá nó rớt xuống khỏi cái đường biên dưới hộp này, nhưng mà cái volume tăng nó lại cao, rồi anh chị thấy không ạ? Cái volume tăng rất là cao, nhìn bên dưới nè. Đấy, vẫn tăng rất cao, cho nên khả năng cao là cái đợt này là một cái đợt đẩy giá xuống để mà khớp những cái lệnh stop loss, rồi sau đó giá nó đẩy lên, sau đó khả năng là nó sẽ đẩy lên, thì đúng rồi, như vậy nó đẩy lên, đẩy lên rất mạnh luôn anh chị, để cái đuôi nến nè, nhưng mà ngay sau đó nó đã đuối sức liền, hoặc không có lệnh mua nào với Walmart cả, để chơi vậy thôi. Rồi bây giờ mình nói tới chứng khoán Việt Nam nha, chứng khoán Việt Nam thì thắng đậm hơn những cả chứng khoán Mỹ nữa, khá là may mắn bởi vì Hoài cũng chỉ mới tham gia thị trường gần đây thôi, không có quá lâu. Vì Hoài thấy được cái tiềm năng của thị trường này và có vẻ như là rất là nhiều anh chị đang quan tâm tới chứng khoán Việt Nam. Chỉ số Vietnam Index, bị nhầm, tưởng là S&P 500. Chỉ số Vietnam Index thì khu phá vỡ rất là dứt khoát. Break lên một phát đi luôn, không có hồi gì hết trơn, break một phát đi luôn. Đây là cú phá vỡ của mô hình vai đầu vai ngược, vai đầu vai ngược. Mặc dù đây là một cú phá vỡ nó không được đẹp lắm bởi vì bên dưới giá vẫn còn khoảng trống, nhưng nó đã tăng rất mạnh, cho thấy cái đà tăng trưởng dứt khoát của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là dấu hiệu đèn xanh cho chúng ta có thể mua thêm nhiều cổ phiếu hoặc là nắm giữ những cổ phiếu hiện tại mà không có bán. FPT nha, FPT. Cái thị trường chứng khoán Việt Nam cái thời gian vừa rồi nó chỉ mới đi có một ngày thứ sáu thôi anh chị, bởi vì thị trường nghỉ Tết chỉ có một nến thôi, nhưng mà cũng có khá là nhiều thông tin để chúng ta có thể đánh giá qua một cái nến ngày thứ sáu tuần vừa rồi này. Đấy. Thì cái nến của ngày thứ sáu tuần vừa rồi của thằng FPT là một nến bearish pin 3. Đấy. Nến pin 3 mang tính chất giảm giá cao, cho nên khả năng là sẽ có một cái sự điều chỉnh, tức là một cái sóng kéo ngược xuống như này.
Và Hoài cũng đã giờ stop loss, Hoài nghĩ là cũng đã nhìn lên giờ stop loss lên trên cái đường đỏ này rồi, dưới đáy của cái thanh nến này. Đấy. Và hóa giải cái rủi ro của lệnh mua. Bởi vì Hoài mua lúc này nó cũng hơi rủi ro. Mua khi mà giá vẫn còn rất là nhiều khoảng trống, Nhưng cái đà điều chỉnh này không nên chạm vào cái đường đỏ. Nếu mà nó chạm vào cái đường đỏ thì Hoài sẽ đóng lệnh luôn. Đấy, sẽ đóng lệnh luôn. Đà điều chỉnh vừa vừa thôi. Điều chỉnh vừa vừa để cho thấy là có khả năng tăng trở lại chứ. Nếu mà điều chỉnh mạnh quá, thì mình có khả năng nó sẽ đảo chiều và mình không có nên giữ lệnh nữa. Cổ phiếu LC, cái sự tăng trưởng của cái nhóm viễn thông là Hoài đã nhận ra cách đây cả tháng rồi. Anh chị xem lại những cái video của Hoài sẽ thấy FPT, LC, cái nhóm ngành mà điện tử viễn thông á. Tiếng Anh là cái nhóm Communication Service là có khả năng tăng trưởng. Thì bây giờ Hoài đã mua hai cái lệnh mua của cái cổ phiếu LC, một lệnh sau khi giá break lên khỏi cái đường kháng cự nhỏ, một lệnh thứ hai sau khi giá break lên khỏi cái đường xu hướng. Đấy, và thời điểm hiện tại đang có mức lợi nhuận khá là tốt, giờ stop loss lên đường đỏ này để bảo toàn một phần cái rủi ro. Với giờ khi mà giờ stop loss lên đường đỏ là cái kèo mua đầu tiên không còn rủi ro nữa, kèo mua thứ hai còn 1/2 rủi ro. DHG, cái nhóm mà dược á, cái nhóm mà y tế dược á, cũng đang cái có sự tăng trưởng và Hoài đã báo cho anh chị từ cái thời mà khoảng đầu tháng 1 năm 2023 dương lịch nha, và hai cái lệnh mua này của Hoài đã có lợi nhuận rất tốt, để đo thử xem nha. Một thằng á, lệnh đầu tiên mua tại đây, thanh nến sau khi break lên khỏi cũng đang với đường xu hướng nè, đường xu hướng chéo nè, mới mức giá hiện tại được khoảng 3,2R rồi, quá tốt đúng không ạ? 3,2R quá tốt. Kèo mua thứ hai, là nhiều khi được nhiều hơn đó, vì rủi ro thấp hơn. Lần mua thứ hai được 3,82R. Như vậy quá tốt đúng không ạ? Với một cái thị trường chứng khoán với cái mức thanh khoản không quá cao thì mình đạt được từ 3R, 4R là quá là ổn rồi, Và Hoài sẽ không chốt lời, và tiếp tục cứ đợi cho giá tăng, xem là nó sẽ tăng được tới đâu. Bây giờ Hoài thấy cái bối cảnh là thị trường nó sau một giai đoạn giảm giá dài nè, nó tích lũy đi ngang nè, và bây giờ nó mới bắt đầu tăng lại, thì khả năng tăng nó sẽ rất là dữ, khả năng tăng rất là dài. Thì mình giờ stop loss xem mình sẽ có những lệnh thắng lớn tới cỡ nào, Nhìn cái volume là biết, chỉ mới một cái ngày thứ 6 vừa rồi thôi mà cái volume nó đẩy lên mạnh lên như thế này thì rõ ràng là không còn gì để nói nữa đúng không? Nhiều khi bây giờ chúng ta chờ đợi mua mà là đã muộn luôn rồi đó, bởi vì bây giờ nó đã tăng rồi, nó chỉ tăng tiếp thôi, Anh chị thấy chỉ có một ngày thứ 6, cái volume cái nến ngày thứ 6 thôi, mình thấy cái câu chuyện của nó rất là khác đúng không ạ? Rất là khác so với những ngày trước. DBD, cổ phiếu y tế Bình Định, thằng này thì nó lại không tăng được, vì Hoài cũng chưa có lệnh mua, đặt rồi nhưng mà chưa được đẹp lắm cho nên Hoài đã hủy. Bây giờ Hoài đã sẽ đợi một cái cú phá vỡ lên luôn, rồi sẽ đặt lệnh limit, lệnh giới hạn sau đó, cái volume cũng đang rất là tốt nè, nhưng mà chưa đủ để mà có thể đẩy ra một đà tăng trưởng, mình đợi một thanh nến tăng đóng cửa sát với đường biên này, và khi mà cái ngày hôm sau, nó break lên được cái đỉnh thanh nến tăng đó thì mình có thể đặt lệnh market hoặc một lệnh limit. BSR, cái nhóm mà dầu khí, cái nhóm dầu khí cũng là một cái nhóm rất là tiềm năng, của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hoài đã mua ngay sau khi giá thoát lên khỏi cái đường biên trên hộp này, và với một cái volume rất cao, phải nói là rất cao, cao hơn nhiều so với những thanh nến, volume thanh nến trước đó, và ngay lập tức có lợi nhuận anh chị, chỉ có một ngày thứ 6 thôi anh chị thấy nó nhảy lên và tạo ra một cái gap luôn nè. Đó, giờ stop loss lên tới đường đỏ là được rồi, ok, cổ phiếu cuối cùng là PVS, Petro Việt Nam, cũng nhóm dầu khí luôn, ok. Sau khi giá hoàn tất cú nén với đường kháng cự cũng là hoàn tất cái mô hình vai đầu vai ngược, họ đã mua đợi cho giá break lên và họ mua ngay giá thị trường, thời điểm hiện tại có thể giờ stop loss lên trên đường đỏ nè, và đợi xem thị trường nó có tăng được hay không, đó là chờ câu trả lời của thị trường. Trên đây là cái video phân tích vàng, forex và chứng khoán theo Bob Fromm Impression. Anh chị thấy thích cái video này thì anh chị để lại cho Hoài một cái like nha, bởi vì YouTube họ ủng hộ những cái video mà có nhiều like thì anh chị ủng hộ cho Hoài bằng cách bấm một cái like. Thích hơn nữa thì để làm comment quan tâm, và khoái hơn nữa thì subscribe kênh YouTube của Nhật Hoài, đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.